Diệu Nhi bị nghi mang bầu khi tham gia chị đẹp đạp gió trẻ sống, xuất hiện trong clip ghi lại cảnh hậu trường tập hát cho chương trình chị đẹp đạp gió trẻ sống, Diệu Nhi bị cư dân mạng nghi là đang mang bầu khi lộ chiếc bụng lùm lùm. Mới đây, ekip chị đẹp đạp gió trẻ sống đăng tải đoạn video Diệu Nhi tập hát ca khúc Con đường xưa em đi cùng ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam. Khi Diệu Nhi cất giọng hát một cách tập trung và nghiêm túc, Bùi Công Nam tròn mắt vì ngạc nhiên và thốt lên lời khen hay nhờ đáp lời, Diệu Nhi khiến ai nấy phải bật cười vì cô tự nhận con đường xưa em đi chính là bài tủ của mình. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát hay gây bất ngờ của Diệu Nhi, nhiều người để lại bình luận phỏng đoán rằng vợ của nam điển điển trai anh Tú đang mang bầu. Ở một số khoảnh khắc, nữ điển viên lộ chiếc bụng lùm lùm hơn nữa. Trong suốt video, Diệu Nhi đều lấy chiếc gối ông trước bụng như để che chắn cho mọi người không? Nhìn thấy, tuy vậy, đây chỉ là phỏng đoán của khán giả. Còn sự thật thế nào thì cho đến nay Diệu Nhi vẫn chưa lên tiếng, Diệu Nhi và anh Tú gặp nhau khi hoạt động chung ở sân khấu thế giới trẻ. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò sau đó, trong quá trình yêu anh Tú, mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh Diệu Nhi mang thai và sinh con. Tuy nhiên, cặp đôi không lên tiếng xác nhận việc này, ngày 21 tháng 8 năm 2022, anh Tú thông báo kết hôn với Diệu Nhi và vào ngày, ngày 10 tháng 10 năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ.